Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Trong video lần này thì Hùng sẽ giới thiệu đến cho quý khán và các bạn một mẫu âm ly đến từ thương hiệu Denon, một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Chiếc âm ly này vừa được ra mắt nhưng đã được giới Audiophile đánh giá là mẫu âm ly quốc dân trong những năm sắp tới, bởi mức giá phải chăng, chất âm hay và những tính năng công nghệ được tích hợp trong nó. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp để tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu âm ly này nhé. Vâng, và chiếc âm ly mình muốn giới thiệu đến cho quý khán và các bạn ngày hôm nay đến từ thương hiệu Denon, có tên model là PMA900HNE, đã được bóc hộp ở ngay trước mắt các bạn đây. Bên cạnh đó thì không thể thiếu được các phụ kiện đi kèm, bao gồm một chiếc remote để các bạn có thể điều khiển chiếc âm ly này từ xa, một sợi dây nguồn, hai chiếc anten, một anten Bluetooth và một anten Wi-Fi, một phiếu bảo hành của nhà cung cấp Anh Duy Audio, một sách hướng dẫn sử dụng. Âm ly Denon PMA900HNE là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng thiết kế gần giống với những phiên bản cao cấp hơn như là 1600NE hay 1700NE, đến công nghệ kết nối được tích hợp bên trong bao gồm DAC giải mã, Bluetooth, Wi-Fi. Điều này thì sẽ giúp cho các bạn có thể stream nhạc trực tuyến từ trên các nền tảng nghe nhạc như Spotify hay Tidal, hoặc cũng có thể phát nhạc qua Bluetooth được các bạn nhé. Và các bạn lưu ý cho mình, ở trên cái tên model của chiếc âm ly này PMA900HNE thì chữ H ở đây là chữ viết tắt của từ Helios, tức là chiếc âm ly này được tích hợp nguyên một chiếc DAC giải mã Helios HS2 ở bên trong. Ok, về kiểu dáng thiết kế thì PMA900HNE có kích thước lớn hơn một chút xíu so với phiên bản tiền nhiệm, đó là PMA800NE, với kích thước chiều rộng là 434, chiều sâu là 376 và chiều cao là 131mm. Với kích thước này thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng bố trí chiếc âm ly ở rất nhiều không gian trong căn phòng của mình. Và nổi bật nhất ở thiết kế mặt trước của PMA900HNE là được trang bị một màn hình LED hiển thị các đường input vào, rất giống với cả hai phiên bản 1600 và 1700NE, chỉ khác ở trên này nó sẽ có một cái giải chữ này. Còn về phần núm hiệu chỉnh input vào thì hãng cũng đã lược bỏ bớt dãy đèn LED ở xung quanh cái núm này. Còn đây là núm hiệu chỉnh âm lượng thì vẫn giống với cả phiên bản 800NE. Ba núm hiệu chỉnh bass, treble và ba lăng thì cũng giống vậy rồi. Có một điều khác biệt một chút, đó là nút chọn speaker kênh A, kênh B thì đã được chuyển từ bên phải sang bên trái. Và đặc biệt hơn là có nút chọn MC và MM. Thì nút này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kim ở trên đầu đĩa than. Một số những phiên bản đầu đĩa than cao cấp thì sẽ được trang bị cái kim MC, kim moving coil đấy. Thì các bạn có thể là hoàn toàn có thể lựa chọn được cái kim ở trên cái đầu đĩa than mình sử dụng. Còn đây là cổng cắm phono dành cho tai nghe. Nút bật tắt nguồn. Và không thể thiếu ở mặt trước này là logo của hãng Denon. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra mặt sau của chiếc âm ly. Mặt sau của chiếc âm ly PMA900HNE thì có một số điểm nâng cấp so với phiên bản cũ là PMA800NE. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy ngay được sự khác biệt. Sợi dây nguồn thay vì cái nguồn liền như phiên bản trước thì hãng đã trang bị là nguồn 2 chấu cỡ lớn dành cho chiếc âm ly này. Bên cạnh đó thì hãng cũng trang bị cho một anten Wi-Fi và một anten Bluetooth để giúp chúng ta có thể kết nối âm ly với các thiết bị di động để truyền phát những cái bản nhạc qua Bluetooth hoặc stream nhạc trực tuyến qua các nền tảng như Spotify hay Tidal. Tiếp theo là cổng USB. Cổng này thì các bạn có thể hoàn toàn có thể kết nối ổ cứng hoặc USB để chúng ta có thể nghe những bản nhạc chất lượng cao như Hi-Res, Lossless hay MP3. Đây cổng network để chúng ta có thể kết nối mạng LAN. Thông qua cái phần mềm Helios chúng ta có thể điều khiển chiếc âm ly này nhé các bạn nhé. Cổng phono để chúng ta kết nối đầu đĩa than này. Còn đây là các cổng input đầu vào. Và đặc biệt thì hãng còn nâng cấp ở phiên bản 900HNE này là cổng sub out. Đối với cổng này thì các bạn yêu thích âm trầm có thể kết nối thêm một chiếc subwoofer. Điều này sẽ giúp cho những bản nhạc trữ tình của các bạn khi nghe sẽ trở nên say đắm hơn. Đây là 8 cọc đấu loa dành cho speaker A và B. Tiếp theo đó là cổng 3 cổng quang input. Đối với cổng quang này thì chúng ta khi cái tivi của mình ấy, nó cái DAC ở trong tivi nó không được
hay không được chuẩn, thì khi các bạn đưa tín hiệu từ TV qua cái cổng quang này thì chất lượng nhạc đã được giải mã thì ra sẽ hay hơn và cải thiện một cách vượt trội các bạn ạ. Đối với cổng Coaxial này thì các bạn hoàn toàn có thể kết nối như là đầu CD hoặc là Music Server qua cổng này. Đó. Ở mặt sau này cũng có ghi rõ là series của sản phẩm và xuất xứ Made in Việt Nam các bạn nhé. Âm ly PMA 900HNE có công suất ở trở kháng 8 ohm là 50W, còn ở trở kháng 4 ohm là 85W. Được trang bị mạch công suất Class AB kèm theo đó là sò đa linh tơn. Điều này thì sẽ giúp cho âm thanh được tái tạo một cách trung thực, mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn so với mẫu tiền nhiệm là PMA 800NE. Ngoài ra thì nó còn được trang bị mạch xử lý 24bit trên 192kHz cho phép tiếp nhận và giải mã tín hiệu nhạc số chất lượng cao chuẩn Hi-Res thông qua cổng Coaxial và cổng quang các bạn nhé. Và khi sở hữu một chiếc âm ly với đầy đủ những cái tính năng như thế này, như được trang bị này, Wi-Fi này, DAC giải mã, điều này thì sẽ được coi như một cái nguồn phát chất lượng cao ở trên chiếc âm ly này. Quá tiện lợi phải không các bạn? Và chắc chắn chiếc âm ly PMA 900HNE sẽ đánh được với những cặp loa, ví dụ như loa Calip 6000F 2 la mã, 5000F 2 la mã, hoặc ra mua như C97 2 la mã, Wavran như Reva 3, đánh rất hiệu quả, đánh rất tốt các bạn ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất, đó là phần thử chất âm của chiếc âm ly PMA 900HNE các bạn nhé. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lặn với sương mù, thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say, diệt thù trong rừng sông khi bên suối vẫn đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Mộng mơ xin trả hết cho đời, quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm rung căm hồn vẫn đối trao, anh vẫn đi. Vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mãi xa cách rồi. Dù thời gian chẳng có dễ qua mạnh, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã được cùng nhau trải nghiệm chất âm rất là tuyệt vời của chiếc âm ly Denon PMA 900HNE. Và mình đã phối ghép chiếc âm ly này với cặp loa Wavran Reva 3 và chiếc Subreal T7X. Khi nghe ở những bản nhạc trữ tình thì các bạn có thể cảm nhận được rõ ở giải mid và giải chép, âm thanh ra rất là tự nhiên và trong trẻo. Còn ở giải trầm, tiếng rất dày và ấm. Giá bán cho chiếc âm ly này được niêm yết tại HD Radio là 21.990.000 đồng, nhưng các bạn sẽ nhận được quà cực khủng khi mua hàng trực tiếp tại tất cả các showroom của HD Radio trên toàn hệ thống miền Bắc và miền Nam. Các bạn cũng có thể truy cập website hdradio.vn để được đặt hàng, hoặc cũng có thể điện thoại đến số hotline 18000042 để được tư vấn miễn phí. HD Radio có đa dạng các hình thức thanh toán như trả góp với lãi suất từ 0%, thanh toán COD, thanh toán quẹt thẻ. Các bạn cũng đừng quên bấm like cũng như subscribe cho kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.